À, các video trước mình đã hướng dẫn các bạn cách truyền nhận dữ liệu giữa video khiển và máy tính thông qua cái cổng com. Thì video này chúng ta sẽ đi cài đặt một ứng dụng cụ thể ha. Chúng ta sẽ thiết kế một cái form ở trên máy tính để kết nối với cổng com, giao tiếp với video khiển điều khiển 8 thiết bị. Mình tạo mới một reset. Đặt tên là Windows Phone điều khiển 8 thiết bị. Ok. À, bây giờ mình đi thiết kế giao diện. Đầu tiên là cái form. Form của mình thuộc tên test. Mình sẽ đặt cho tên cho nó màn hình điều khiển. Hai cái nút thu nhỏ phông lớn này mình bỏ đi. Maximize box chọn là font. Minimize box chọn là font luôn. À, của mình chỉ có nút close thôi. Form border style mình chọn là fit single để không cho phép người ta thay đổi kích thước lúc mà chạy form. À, mình bỏ vào một cái grab box. Trong cái grab box này nó sẽ có một cái con. À, một cái combo box này để cho phép người ta chọn cộng com. Ở trong máy tính của mình có thể nó có nhiều cộng com, thì combo box này nó sẽ chứa tất cả các cộng com có trong máy tính. Đây là cái nút kết nối hoặc là ngắt kết nối. Cái combo box này mình đặt tên là Service Complete. Group box này mình sẽ đặt thuộc tính test cho nó. Cài đặt cũng còn. Rồi, để giao tiếp cùng con thì mình lấy cái component serial port ra, double click của nó, mình đặt tên là serial port rồi. Cái tốc độ bao mình chọn tốc độ bao cứng luôn là 9600 bao và không cho phép thay đổi lúc thực thi chương trình. Data bit là 8. À, không dùng bit kiểm tra chẵn lẻ. Ok. Phía dưới này mình sẽ tạo thêm một cái grab box nữa. Grabbox này nó sẽ chứa các checkbox. Mỗi checkbox là một thiết bị. Nó sẽ chứa tổng cộng là 8 cái checkbox. Mình đặt tên cho cái grab box là GB device. Thiết bị 1 mình đặt tên là CHX device 1. Tương tự như vậy mình có device 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8.
giờ mình viết code nè. Đầu tiên mình viết cho sự kiện form load. Trong sự kiện form load mình sẽ lấy danh sách tất cả các công com và đưa nó vào cái combo box. Mình thêm cái using chấm io chấm bột. Thì cái lớp serial bot nó có một cái phương thức tính là get bot name. Mình sẽ lấy tất cả các bot có trong máy tính của bạn, tên của tất cả các bot có trong máy tính của bạn. Sau khi lấy ra chúng ta sẽ sắp xếp theo thứ tự sort collect. Sau khi sắp xếp xong chúng ta sẽ add nó vào cái combo box cpx chấm item chấm run commit. Mình chạy chương trình lên thử cho bạn thấy ở đây nó lấy ra tất cả các công com có trong máy tính của mình nè. Xịt chỗ này có 10, nó xếp sai thứ tự rồi, tại vì nó hiểu mấy cái này là chuỗi nên nó xếp theo thứ tự chuỗi nè, 1 rồi đến 10 rồi đến 2. Ở đây mình muốn cái thứ 10 này phải nằm ở cuối kìa, thì chỗ này mình không thể dùng phương thức sort của lớp array nữa rồi. Chúng ta sẽ tự xếp ra, tự viết viết cái hàm để xếp luôn. Mình tạo thêm một cái mảng để chứa cái tên tên cái số thứ tự của cái cổng thôi, chứ không chứa cái chữ com ở trong đó. Ví dụ com 1 thì mình chỉ lâu là 1. Đặt tên là com number root. Mình sẽ tạo mới một cái mạng, số phần tử của mạng sẽ bằng cái mạng phía trên luôn, com.lang. Bây giờ chúng ta sẽ đi lấy số thứ tự của con. Y nhỏ hơn com.lang. Chấm mình cầm lấy thứ y chấm substring. Mình sẽ lấy cái chuỗi con rồi à, mình bỏ bớt ba cái từ đầu là chữ com, cho nên mình sẽ lấy bắt đầu từ cái từ thứ không một, bắt đầu lấy từ cái từ thứ ba trở về sau lấy hết, cho nên substring mình truyền vào cái số là ba, tức là lấy từ cái từ thứ ba trở về sau ha. Mình đổi nó sang số. Thì tới đây mình đã lấy được cái con số rồi, bây giờ mình sẽ thêm nó vào cái combo box. Thì không thể dùng phương thức add răng như thế này nữa, nên chúng ta sẽ thêm vào từng item. Chúng ta sẽ add vô chữ com, sau đó cộng với lại cái com number và đổi nó sang chuỗi. Chạy chương trình lên thử. 4 5 6 3 Ở đây sau khi lấy cái con số của cổng com ra thì các bạn phải sắp xếp nó nữa. Thì chúng ta dùng cái phương thức sort của lớp array. Lúc này mình đã lấy được số nên nó hiểu là số cho nên nó xếp theo kiểu số. Com number list. Cho nên nó sẽ xếp đúng.
1 2 3 4 5 6 7 9 10 à. Tiếp theo mình sẽ viết lệnh cho cái nút kết nối. Bạn double click vào nút kết nối. Ở đây mình xét nếu mà cái người ta chưa chọn cổng com thì cái combo pop complete.test của mình nó sẽ bằng rộng. Thì mình sẽ yêu cầu là vui lòng chọn cổng com sau đó thoát. Không làm gì nữa cả. Còn nếu người ta đã chọn cổng com rồi mình xếp. Nếu mà cái cổng com đã đang mở. Trên đây mình phải gán cái bột nem cho cổng com nữa chứ. Nếu cổng com đã đang mở thì khi chọn vào cái nút thì nó sẽ ngắt kết nối, đèn kết nối thì ngắt kết nối. Còn ngược lại là nó chưa kết nối thì mình sẽ cho kết nối. Open, mở nó lên. Và cái open này có thể nó sẽ xảy ra lỗi. Mình đặt nó trong khối try catch. Ở đây mình sẽ xuất ra thông báo. Nó không thể mở cũng không. Cổng com bao nhiêu đó mình sẽ lấy từ cái serial port chấm port name. Ở đây sau khi mở thì cái nút kết nối nó sẽ được đổi tên thành ngắt kết nối. Rồi cái nút kết nối mình quên đặt tên cho nó đó, nó là button 1 chấm test bằng ngắt kết nối. Còn nếu mà đóng lại rồi thì test của nó sẽ là kết nối. Vô mình chạy, mình chọn cổng com 1.
Ở đây để biết nó có mở hay không thì mình lấy cái phần mềm V2 Serial Port Driver đây. Câu 1 nhấn vào kết nối. Thì các bạn thấy nó mở câu 1 rồi. Nhấn kết nối. Rồi. Cái lệnh này mình sẽ đặt ở phía trong này. Tại vì nếu mà nó đang open rồi thì mình không thể đổi cái bộ name được. Mình chọn có một kết nối. Nhắc kết nối. Ok chưa? Bây giờ mình muốn là khi click vào nút kết nối thì cái nó không cho phép thay đổi công com nữa. À, cái cơ mở bốc này nó phải mờ đi. Đồng thời khi mà chưa kết nối thì cái drop box này nó phải mờ đi. Thì khi chưa kết nối drop box mờ mình sẽ chọn vào drop box. Chọn thuộc tính enable của nó mình cho bằng phone. Tại vì lúc mới mở form nên chắc chắn là chưa kết nối rồi. Ở đây Cloud lại thì mình cho cái scum box conflict.enable bằng true, đồng thời cho cái group box device.enable bằng phone. Dưới đây tương tự, dưới đây mình cho scum box conflict.enable bằng phone ngược lại này. Và group box device chấm enable bằng chưa. Rồi. Kết nối vô làm chọn không com giờ. Có một kết nối. Ok, nhập kết nối. Tiếp theo mình sẽ viết code cho cái checkbox ở đây. Thì để điều khiển 8 thiết bị mình sẽ gửi một cái byte xuống cho vi điều khiển. Cái bit trong trong một bài đó lần lượt là trạng thái của các thiết bị. Ví dụ mình muốn bật thiết bị 1 lên thì bit đầu tiên của cái bài nó sẽ là 1. Tắt thiết bị 1 thì bit đầu tiên của cái bài gửi xuống nó sẽ là 0. Tương tự như vậy cho thiết bị 2 3 4 5 6 7 8. Thì ở đây mình sẽ viết code cho một lúc 8 cái nút này luôn, 8 cái checkbox này luôn. Các bạn chọn cả 8 checkbox, mình chọn vào cái event này đây, chọn vào cái sự kiện là check it gender. Thì ở đây cái đầu tiên là mình cần phải đi tính cái byte mình sẽ gửi xuống cho vi điều khiển. Bài này mình đặt là comment đi. Mình cho bằng 0. Bây giờ mình xét. Nếu mà cái checkbox đầu tiên chấm check it của mình mà bằng true thì cái bit đầu tiên của cái bài xem MD này nó phải bằng 1 đúng không? Thì mình cộng nó cho 1. Đơn giản. Còn ngược lại thôi, không cộng. Tương tự như vậy đi vai 2 chấm check it. Nếu mà đúng thì mình sẽ cộng CMD cộng cho mấy? Cộng cho 2. Cái bit thứ hai của nó bằng 1. À cái bit thứ 1 chứ, mình có 8 bit đánh số là 0 1 2 4 5 6 7. Cái bit thứ 1 của nó bằng 1. Invite 3 chấm check it. Thì mình sẽ cộng cho 4. À, tương tự. Invite 4
rồi bạn chọn cộng cho 8. Divide 5 thì cộng cho 16. Và divide 7 divide 6 thì bạn cộng cho 32. Divide 7 thì các bạn cộng nó cho 64. Divide 8 thì các bạn cộng nó cho 128. Cuối cùng mình sẽ gửi cái bài này xuống cho video khiển chấm chấm write. Write đây mình write by thì yêu cầu phải tạo một cái mảng by, nó không cho ghi một by riêng mà phải tạo một cái mảng by. Yêu cầu thì mình tạo thôi. By này nó chỉ chứa một by duy nhất, đó là cái by cmd của chúng ta. Phải offset là cái vị trí cái by cần truyền, thì cái mảng của chúng ta chỉ có một by thôi, chúng ta cần truyền cái by bắt đầu từ by đầu tiên luôn, cho nên offset đây là không. Count truyền một byte cho nên count là 1. Được chưa? Còn nữa ha. Khi mà người dùng người ta chạy chương trình, người ta chọn công com và người ta click vào nút kết nối, nhưng mà khi người ta chưa ngắt kết nối mà người ta đóng cái form, thì trong sự kiện đóng form mình phải ngắt kết nối đi. Viết cho sự kiện form closing set if 0.1.open thì mình đóng close nó lại chấm close. Chấm eopen. Rồi, bây giờ cứ mỗi lần mình chạy lên mình lại phải chọn công com như vậy. Kết nối thì nó lần sau mình muốn mở cái form lại thì tự động nó chọn sẵn cái com, cái công com lần lần trước á, lần chạy chương trình trước nó đã chọn cho mình. Mình đã chọn thì tự động nó chọn sẵn, nó để sẵn cho mình luôn. Thì mình làm cách nào ha? Thì mình cần phải lâu lâu lại cái công com, lâu lại cái số thứ tự của công com mà lần trước mà mình chạy chương trình mình đã chọn. Thì cách lâu như sau ha. Các bạn chọn vào menu project, chọn vào window form, điều khiển 8 thiết bị robot. Chọn vào resource string setting chứ setting thì tên mình sẽ đặt cái tên cho nó là combo, com name cũng được, không thể bỏ name được. Giá trị mặc định của nó là rộng. Bây giờ mình quay trở lại cái form 1, mình sẽ viết viết một cái hàm, một cái phương thức là load while cell setting. Và một cái phương thức để load setting.
Phương thức sale setting thì mình sẽ load cái tên của Comcom. Property.result. Chấm setting nha. Chấm default. Chấm bot name. Cái okay, bot name này mình sẽ lấy là cái cổng com đang 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 chứa ở trong cái combo box kia. cbcomlit.test và mình load lại. Thì cái bot name này các bạn có thể dùng nó như một cái biến à. Gán giá trị cho nó là bằng bằng cái cổng com đang được chọn trong cái combo box và mình load nó lại. setting.default.sale cái phương thức này dùng để load setting. Thì sale setting mình sẽ gọi nó trong cái sự kiện là form của login này. Khi đóng form thì load load setting xuống cái file config sale setting, mình gọi sale setting. Mình chạy thử, ở đây mình chọn còn một kết nối chờ mình đóng. Tiếp theo bây giờ mình load setting ha, để mình load setting lên lại để mình xem thử có đúng là đằng sau nó sẽ tự động nó chọn còn một hay không. Nó sẽ tính khỏi viết luôn. Mình sẽ viết thêm vào trong lót ở đây. Thì chỗ này sau khi get box name sắp xếp box xong rồi, chỗ này mình sẽ gán service commit.test bằng property.setting.default.botname. Mình chạy à, thấy các bạn thấy mới mở lên nó chọn sẵn cho mình là com 1 đúng không? Ví dụ mình chọn com 2 kết nối, mình tắt form đi, mình chạy chương trình lại thì lần sau nó tự động nó chọn com 2. Nhưng mà lỡ như các bạn dùng cái cáp chuyển đổi zigbee to com, mỗi lần bạn cắm vào một cái cổng zigbee nó sẽ nhận một cái cổng com khác nhau. Thì lần trước bạn load xuống là com 1 nhưng mà lần sau khi bạn chạy form lại thì cái com 1 nó không còn trong trong danh sách các cái cổng com nữa. Thì chỗ này không thể chọn sẵn là con một được, cho nên ở đây chúng ta phải xét xem cái cổng com lần trước mình load này có nằm trong cái danh sách cổng com không. Thì trước khi gán như thế này mình phải xét nè. Biến kiểu in à, thôi coi đi. Comlit.item
một cái tên của công có một cái cục com nữa trong danh sách cái cục com mà nó bằng như là cái cục com mình chọn lần cuối thì mình sẽ thoát. Mình tạo một biến kiểu bool đặt tên là file phone. Trước này mình sẽ set file một chút. Tức là tìm thấy cái cộng com mà mình chọn lần cuối ở trong danh sách cái cộng com. Đây là mình set if file. Nếu mà tìm thấy thì mình ghé như thế này là đúng rồi. Còn nếu không tìm thấy thì sao? Không tìm thấy thì mình sẽ gán cho cái combo box chấm select item set item chấm test đi. Nếu không thấy thì thôi khỏi. Nếu không thấy thì ta cho người dùng tự chọn. Chạy lên. Nói đúng chưa? Cộng 2. Bây giờ trong chương trình tạo cộng cơm ảo. Giả sử mình bỏ cái cộng 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 2 đi nhé. Cặp cộng cộng này mình xóa đi delete p. Ok. Thì lúc này cổng com 2 nó không tồn tại nữa. Lần sau mình chạy lên thì nó sẽ để trống cho người dùng tự chọn. Còn nếu người ta không chọn mà người ta đóng thì lúc này cái test của mình sẽ là rỗng. Bây giờ load setting là load cộng com rồi, bây giờ mình load thêm cái vị trí của cái form, vị trí top left của nó, để ví dụ khi mà mình di chuyển cái form xuống góc này, mình thường hay đặt cái form điều khiển nằm ở góc, mình đóng form thì lần sau mình mở lên lại thì vị trí của form nó sẽ nằm ngay tại vị trí cái lần cuối cùng mà mình mở form. Rồi mình sẽ load thêm top và left của form nữa. Top này thuộc kiểu in có giá trị mặc định là không, left có giá trị mặc định là không, kiểu in nữa. Bây giờ trong sales setting mình sẽ thêm vào property chấm setting chấm default chấm top bằng chít chấm top chấm setting chấm default chấm left bằng chít chấm left. Mình chạy chương trình lên này. Thì ở đây mình đặt cái form nằm ở cuối màn hình này, mình đóng form lại. Thì ở đây mình mới load setting rồi, bây giờ mình load setting lên trong sự kiện form load. Cho nên yêu không thực hiện gì hết, mình bỏ yêu đi. Chấm location bằng new void. Rồi tọa độ top của nó sẽ là property
chấm setting chấm default chấm top. Lab của nó sẽ là property chấm setting chấm default chấm lab. À, mình chạy form lên. Không thấy cái form đâu hết. À. Rồi cho nên mình bị nhầm mà. Cái location này thì phải là tọa độ của trục X trước là left trước. Rồi mới đến tọa độ của trục Y là top. Bị nhầm một xíu, chạy chương trình lên lại. Đấy, các bạn thấy nó xuất hiện ngay tại vị trí mà mình đóng form ở lần trước nên mình đặt ở giữa ở góc bên đây đi. Đóng cái form lại. Chạy chương trình nó mở form lên ngay tại vị trí cũ. Bây giờ mình thêm nữa, thêm vô một cái checkbox nữa ở ngay phía dưới phần cài đặt cụm com. Một cái checkbox, checkbox nên là tự động kết nối. Đặt tên cho nó là CLX Auto Connect. À, tự động kết nối. Test là tự. Tức là nếu mà cái checkbox này mình có chết. Checkbox này mà mình có chết vào. Thì mình đang kết nối như thế này, mình ngắt, mình tắt, mình tắt cái form đi thì lần sau mình mở lại tự động nó sẽ chọn công com và nó kết nối luôn cho mình, không cần mình phải chọn công com và nhấn vào nút kết nối. Thì mình cần phải load thêm một cái nữa, đó là auto connect giá trị của cái checkbox đó, kiểu pull mặc định là phone. Bây giờ mình sẽ đi save setting, mình sẽ thêm property.setting.default.autoconnect bằng check autoconnect.check it. Rồi lúc mình chạy chương trình lên mình sẽ kiểm tra if. Property chấm setting chấm default chấm autoconnect và bằng true, true khỏi ghi khỏi so sánh luôn. Thì mình sẽ gọi cái phương thức click của nút button 1 đúng không?
Object Sender mình chuyển qua là null, event ở của mình là null luôn. Chạy thử nhé. Chọn vào nút tự động kết nối này, tắt cái form đi. Lần sau mình chạy form lên là nó sẽ kết nối luôn cho mình. À, kết nối là nó vẫn phải giữ nguyên cái ticket này. Vẫn phải giữ nguyên cái ticket này. Cho nên mình thêm. Thêm vào nữa là auto connect checkbox chứ. Chấm ticket bằng property. Chấm setting chấm default chấm auto connect. Cái lần này mình đặt vào phía ngoài cái ít đi. Thôi chạy lại. Đúng chưa? Tự động kết nối này. Còn nếu mình không tự động kết nối lần sau chạy lên nó sẽ không kết nối. Mình chỉ chọn con com sẵn thôi. Còn check vào như vậy thì lần sau chạy chương trình lên nó sẽ kết nối. Thì video này chúng ta chỉ đi thiết kế giao diện trên Windows Form thôi. Video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn viết code cho video khiển. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.